Vâng, là một chiếc Deuna Setti CRX nhập khẩu Hàn Quốc, sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy 1.6, sơn xi màu bạc, tư nhân, sử dụng không taxi dịch vụ. Đấy, bản này thì cũng khá là đầy đủ. Phanh đĩa ABS la răng đúc 4 bánh, la răng 17 inch và trang bị điều hòa auto, cửa sổ trời, gương điện tử, gương kính điện, chìa khóa thông minh để lổ start stop. Và mức giá cũng khá là hợp lý cho một mẫu xe sedan số tự động. Đấy, chiếc xe này thì thân vỏ còn khá là đẹp này, các cái đường gân gờ ghép lối còn rất là khít nhá. Đấy, phanh đĩa ABS 4 bánh, la răng hợp kim nhôm dạng đa chấu, dạng 5 chấu, la răng 17 inch, kích thước rất là lớn, nhìn chiếc xe rất là khỏe khoắn. Chủ xe thì đã lên rất nhiều đồ rồi, màn hình Android cam lùi. Đấy, cặp đèn pha LED rồi. Đấy, không thiếu một cái gì cả. Đấy, chiếc xe này thì về quý vị các bạn chỉ sẵn đi thôi. Đấy, không cần phải đầu tư thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Đấy, tư nhân chính chủ biển Nam Định. Đấy, giấy tờ pháp lý đầy đủ hết. 18A14787. Dòng CX này thì sau này lên form và sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam thì mang thương hiệu Chevrolet nhé. Đấy. Và form dáng thì vẫn giữ gần như là vẫn giữ nguyên so với cả form dáng của Deuna Setti CX này. Đấy, chiếc xe này thì mặc dù sản xuất từ những năm 2009-2010 nhưng form dáng rất đẹp. Đấy, chạy đầm chắc, bốc và cách âm cực kỳ là khỏe. Cách âm cực kỳ là tốt nhá, rất êm. Đấy, bốn của lốp còn rất là mới này. Deuna Setti CX thì dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước. Đấy, và dầm cứng phía sau, xi nhan tích hợp trên sườn. Đấy, chìa khóa thông minh này. Đấy, đến gần bấm cái này là mở được luôn này. Đấy. Đó, một trong những cái mẫu sedan rộng rãi, form đẹp, không lỗi thời, không lỗi form. Đấy, chạy đầm chắc. Đó, phần cột kèo keo chỉ nguyên bản nhé. Đấy, riêng dòng Deuna Setti CX này thì hệ thống âm thanh cực kỳ là hay luôn. Trang bị âm thanh là 4 loa và trang bị 2 túi khí, một túi khí cho người lái và một túi khí cho phía bên phụ. Đấy, phần táp lô này quá đẹp nhé. Đấy, màn hình dạng kiểu Tesla luôn. Đấy, rất rất chơi luôn. Gương chống chói điện tử, gọi là tự động nhé. Đấy, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp. Đấy, số thẳng và phải dùng đến lẫy chuyển số nhé. Đấy, dạng bán tự động. Điều hòa auto, đề lổ start-stop, vô lăng bọc da, vô lăng 4 chấu kép, trên vô lăng tích hợp phím bấm này. Đó. Cửa sổ trời, trần nguyên bản. Đấy, dòng này nội thất ghế da còn nguyên bản nhé. Ghế da rất là mềm. Đấy, phần ốc áp bàn lề này chưa giờ đụng đến cà lê một lết. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên. Đấy, quý vị các bạn mà theo dõi kênh, đấy, để được cập nhật những cái mẫu xe em đăng lên hàng ngày, đấy, xem về liên tục nhá. Đấy, để quý vị các bạn có thể chọn cho mình, cho gia đình một mẫu xe phù hợp với kinh tế, với nhu cầu đi lại. Nội thất ghế da nguyên bản luôn. Đấy, thảm trải xịn sò nhé. Đấy, dạng tổ ong này. Đó, một chiếc xe khá đẹp trong cái mức giá này. Vâng ạ, Deuna Setti CX sản xuất 2009, phiên bản số tự động bản đủ, có mức giá đề xuất là 234 triệu đồng thôi. Cửa đóng cực êm nhé. 234 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Phanh đĩa ABS 4 bánh, la răng đúc hộp kim nhôm, 4 quả lốp dày,
đèn đóm này còn rất là đẹp luôn. Đấy, trang bị công nghệ đèn halogen và phía trước thì đã lên cặp đèn pha led rồi. Ngoài cam lùi thì xe còn trang bị 4 mắt cảm biến nữa thì rất là an toàn. Đấy, chủ xe này độ logo mới Chevrolet, độ AMG đuôi lướt gió các kiểu con là điều. Đấy, cam lùi gầm bệ sáng choang luôn. $234 triệu bên em mang hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý các bạn. Đó, form dáng cực đẹp nhé, chạy đầm chắc. Form này thì còn rất lâu nữa mới lỗi thời quý các bạn ạ. Đi lại à, đây là phần cốp này, bật cốp này. Đó, đấy, cốp xịn sò luôn. Một chiếc xe đi lại tránh mưa, tránh nắng, bảo vệ cho sức khỏe cho gia đình. Rất chủ động về thời gian, không ngại mưa nắng, không ngại rét và rất riêng tư nữa. Và chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Sedan rộng rãi. Đó, phần keo chỉ nguyên bản hết. Phần bình tán máng nước này. Đẹp, đẹp không tì vết quý vị các bạn ạ. 2009. Đó, phần sàn này. Đó, thiết bị kích lốp. Sàn xe này nguyên bản này. Đấy, phần cách âm này. Quá đẹp nhá. Chân kính đẹp mưa đầy đủ hết rồi. Đó, phần keo chỉ này. Đó, hàng ghế thứ hai rất là rộng. Có bệ tì tay cho hàng ghế thứ ba này. À, cho người ngồi thứ ba hoặc là không ngồi đến người thứ ba thì gạt xuống để đồ để tay nhé, để cốc nước nhé. À, cửa đóng rất chắc luôn. Chống va đập này. Gương kính chỉnh điện cụp xòe. Đây là bảng táp lô đồng hồ. Ốt đô 12 vạn. Đèn pha tự động. Delo startup. Màn hình dạng Tesla, dạng VinFast bây giờ đấy. Rất là chất luôn. Đó, màn hình cam lùi nét căng. Đấy, phiên bản số tự động, hộp số bán tự động. Ví dụ quý các bạn muốn leo dốc đổ đèo có thể gạt sang bên này. Đấy, lúc này thì mình sẽ dùng tay này. Đấy, gạt lên này. Đây, nó sẽ hiển thị trên bảng táp lô đồng hồ này. Gạt xuống này. Đó, gạt lên này. Đấy, 3 cấp số để leo dốc đổ đèo hoặc cái đường trơn trượt nhé. Đấy, còn bình thường hay không thì quý vị các bạn cứ gạt sang bên này. Đấy, là D là đi rồi. Có bệ thì tay. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý vị các bạn nhé. Đấy, sau đây em sẽ tiến về phần khóa máy cho quý bạn xem. Đó, gương cụp xòe. Xì. Đấy, cửa sổ trời này. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh nhé. Đấy. Một chiếc xe trang bị về phần option thì khá đầy đủ. Không đâm xô tai nạn gì. Đấy, đèn pha led rồi. Máy nổ rất êm. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Ducati CRX sản xuất 2009 nhập khẩu, phiên bản số tự động máy 1.6. Đấy, xe này thì trang bị động cơ là EcoTec 16 van nạp.
sử dụng trục cam kép nhé. Đấy, giống trên Toyota Vios. Máy nổ êm, đều tiếng, khô ráo sạch sẽ. Đây là quả lắp của đèn pha led. Bên kia là cục chia ABS, phanh đĩa ABS chống bốc cứng, chống chuyên trượt nhé. Máy móc của này khá là chất. Rồi, phần đầu dàn này. Ốc ác là vuông đét, chưa giờ mình tính cả lên một lên. Phần cách âm cho khoang máy này khá là ok, tem mát sản xuất. Vâng, mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ vào khoảng 7 lít đường hỗn hợp, 7 lít đến 8 lít nhé. Đấy, nếu mà quý vị chạy xe đô thị thì chắc chắn nó sẽ tốn hơn rồi. Đều là Seti CRX sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy 1.6 nhập khẩu, bản đủ, trang bị phanh đĩa ABS, túi khí xi nhan, túi khí, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, chìa khóa thông minh đề lỗ start up. Đó là răng búc tận 17 inch, nhìn rất là khỏe khoắn. Hiện tại chiếc xe đang mức giá đề xuất là 234 triệu đồng. 234 triệu đồng mình đã bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.